Nào, bây giờ ta sẽ làm cái JSON Pager với asyntax trong Android. Đầu tiên chúng ta cần có một cái API nhé. Nhất là bước 1 này, ta cần API. API thì nếu các bạn để ý thì đã được cung cấp sẵn, đúng nhỉ? Các bạn có thể lên LMS thì bạn download, trong đó sẽ có cái API nhé. Hoặc là chúng ta có thể lên cái GitHub của thầy cũng có. Cái GitHub thầy ghi rất rõ ràng là gì đấy, tài nguyên lab 3, chính là cái đấy nhé. Tài nguyên lab 3 cũng thế. Thì trong cái tài nguyên lab 3 thì chúng ta sẽ có cái nội dung như thế này. Sẽ có mấy cái file JSON này nhỉ? Bạn đưa vào trong cái thư mục là htdoc nhé. Đưa vào trong thư mục htdoc, bạn đưa vào lab 3, kiểu kiểu đấy. Hay nếu bạn còn để ý thì lần trước là thầy có cung cấp cho đường link rồi đúng không? Cái API đây, link của API đây. Cái API đầu tiên sẽ là cái API mà các bạn cần sử dụng. Đây, như là API này, chứ nhỉ? Tức là chúng ta cần đưa cái nội dung dữ liệu này, đúng không? Đưa cái nội dung dữ liệu này lên Android, chứ nhỉ? Thì đầu tiên chúng ta xem qua cái cấu trúc của nó. Cấu trúc của nó đây. Đây. Đúng không? Chúng ta cần có này, contact này, ID gì đấy. Đây là các trường dữ liệu này. Như vậy chúng ta sẽ cần đầu tiên ta cần gì? Tạo một cái, sau khi đã có các cái thông tin rồi, có API rồi, thì chúng ta sẽ bước 2 là tạo gì? Tạo model đúng không? Các bạn có thể click vào đây nhỉ. Yeah. Tạo một cái package mới, đặt tên nó là lab31asyn nhỉ. Ok, tạo một cái model là contact. Trong contact sẽ có tờ đại trường, chúng ta cần để ý nhé. Đây đúng không, nghĩa là ta cần có tờ đại trường này. Vậy ta ngồi ta copy thôi đúng không? ID name này. ID đúng không? Không ấy chưa các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 8 trường đúng không? 2 3 4. Okay. Name, email, address, gender, phone thì nó lại là đối tượng, đúng không nhỉ? Do vậy chúng ta sẽ không sử dụng phone mà là mobile home office thôi, đúng không? Phone là đối tượng chứa các đối tượng khác, cho nên chúng ta định nghĩa theo các đơn vị thôi. Mobile này, home này, office này kia nhỉ. Ok, bây giờ chúng ta constructor đầu tiên là không tham số này. Tiếp theo constructor với tất cả các tham số. Thế nhỉ? Tiếp theo generate cái getter setter. Ok, như vậy ta đã xong phần model nhé. Tiếp theo ta phải tạo một cái adapter. Tạo một cái để hiển thị đây, chính là cái activity. Ok, lab31ac. Bây giờ ta sẽ đọc cái dữ liệu đấy, ta đưa lên list view, đúng không? Vậy thì chúng ta phải mở cái này ra.
lát 31 acid này. Ok, chúng ta sang đây, ta kéo lead view vào đây. Kéo lead view vào đây được chưa nhỉ? Ghi là gì? Lead view lab 31 acid. Ok. Và chỗ này bạn rồi, ok. Có lead view. Nhiệm vụ cuối cùng là tạo một actor đúng không? New Java class, bạn ghi là lab 31 async adapter. Đúng không? Ta extend từ đâu? Bay adapter chứ nhỉ? Và implement những cái này. Đúng không? Bấm phải chuột chọn generate cái constructor, đúng không? Ở đây ta cần cái gì các bạn? Con gì? Rồi, private context này. Context nha. Yeah. Private list đi. Ở đây list đi. Của con gì? Contact. Yeah, lead. Được chưa? Như vậy ta sẽ truyền vào đây là gì? Contact. Contact. Nghe nhỉ? Array lead. Nha, yeah. Của con gì? Contact. List. Nha. Yeah. Z.contact nhận chỉ bằng con gì? Contact. Z.list nhận chỉ bằng gì? List. Bây giờ cái chỗ này get cao là gì? List chấm gì? Size đúng không? Get item là gì các bạn? Thế là gì đây? List của post gì? Rồi ok. Bây giờ đến phần này đúng không? Return gì? Convert view. Được chưa? Chúng ta phải định nghĩa thêm một cái view nữa. À, quên rồi đúng không? Còn nhớ không? Public class view holder. Đúng không? Vì là có view holder cho nên chúng ta phải xem là ta cần hiển thị cái gì. Giả sử đây cần hiển thị ba thông tin thôi, là ID này, name và gì? Mobile nhá. ID name mobile thôi. Để cho nó đơn giản. ID name mobile thì chúng ta sẽ phải tạo một cái layout ở đây. Chọn là lab 31 async. Dạ. Convert view. Được chưa nhỉ? Bây giờ cần 3 thông tin. Do vậy để cho đơn giản thầy dùng cái linear layout. Dạ. Chọn text view này. Text view. Dạ. Yeah. Text view. Text view. Đúng không? Text view 1. Lab 31 async. Đúng không? Text view 2. Được chưa? Text view 3. 3 trường thôi đúng không? Rồi ok. Thế là được đúng không? Bây giờ ta chỉnh lại một chút. Là gì? Wrap gì? Wrap content. Thế là nó đẹp đúng không? Đấy. Tạm như thế. Dạ, 3 trường rồi. Bây giờ quay trở về phần code. Ta mới xử lý tiếp. Đúng không? Bây giờ ta có 3 trường. Như vậy ta sẽ có này.
Tech View. TXT name, ID name, ID name và mobile đúng không? TXT ID, TXT name, TXT mobile. Ok, như vậy ta đã có được cái view holder rồi đúng không? Bây giờ kiểm tra này, chỗ này ta sẽ khai báo view holder. Đặt tên là view holder ở lab 31 asin. Cho đỡ nhầm. Đây. Ta có view gì? View holder như nhỉ? Ta kiểm tra nếu như con hot view mà bằng null nghĩa là gì? Chưa tồn tại, chưa tồn tại đúng không? Cái này không giải thích nữa nhé. Bởi vì các bạn biết rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ tạo mới là view holder bằng new gì? Cái này đúng không? Còn nếu đã tồn tại thì ta làm sao? Ta lấy về thôi đúng không? Nghĩa là ta có view holder thì bằng ép kiểu sang gì đây? Lab 31 asin view holder bản con nốt view chấm get gì? Get tag đúng không? Còn đương nhiên cái chỗ này nếu mà ok rồi thì ta set tag đúng không nhỉ? Ta có con nốt view chấm gì? Set gì? Set tag và điền cái này là view holder của đây. View holder ok. Đến đây chúng ta sau khi thực hiện xong thì ta sẽ có layout inflator đúng không, bằng layout inflator này bạn biết rồi trên thầy cốt nhanh đúng không, context chấm gì đây, get gì, system service layout inflator đúng không. Ở thì bây giờ ta đang cốt cái ấy mà rồi sau đó ta có convert view nhận giá trị bằng gì đây, inflator chấm gì, inflat r chấm lay out chấm cái đó tên là convert view của lab 31 asyntax đúng chưa, không có cha cho nên đặt là gì, null. Cuối cùng ta thực hiện tiếp là ta có cái gì đây, holder view holder chấm gì đấy, ttid bằng ép kiểu sang text, text view đúng không, convert view chấm file r.id chấm cái gì đây, chết rồi, tag view 1 asin tag đúng nha. Ok, view holder chấm txt name thì bằng gì, tag gì, tag view chết. Tag view này convert view chấm file r.id chấm text view 2 nha. Cuối cùng ta có view holder chấm txt mobile nha, bằng text gì, text view convert view này chấm file r.id chấm text view 3 asin text đúng không. Cuối cùng ta đẩy dữ liệu cho nó bằng cách gì đây, ta có view holder chấm ttid chấm set gì, set text thì bằng gì đây, list chấm get gì, position đúng không, chấm get gì, get id như nhỉ, view holder này chấm txt name chấm set text nha, list chấm get này position đúng không, chấm gì, get gì, get name. Cuối cùng view holder chấm txt mobile nha, chấm set text list chấm get position và chấm get gì, mobile. Ok, và return thì con vớt view đúng không. Rồi như vậy là ta đã viết xong cái phần adapter rồi đúng không?
cuối cùng ta viết cái asyntax cho nó. Asyntax này, bấm phải chuột đây, chọn new đúng không, lab 31 asyntax. Asyntax. Wow. Cái này ta có extend thì gì? Asyn gì? Syntax. Truyền ba tham số void. Wow. Nó bắt chúng ta phải override cái này. Đúng không? Đồng người ta có on post sql không? Thì on post sql thì ta sẽ đến đây ta sẽ tạo một cái, ở đây bạn sẽ phải khai báo cái phương thức khởi tạo cho nó này, public này nha. Đấy, các bạn khởi tạo muốn truyền cái gì, ví dụ như là contact nhỉ, contact này, contact nhỉ. Thứ hai là phải có lead view, yeah, lead view. Và thứ ba phải có một cái theo đúng điều kiện này của thằng adapter là phải có một cái array gì? Array lead, đúng không? Đấy, vậy ta có private, yeah, lead view, đúng không? Private contact, contact, yeah, private cái này. Ta có z.contact bằng con gì? Contact z. Lead bằng lead. Z.lead view. Đấy, nhỉ? Đấy, sau khi đã có rồi thì ta thực hiện ở cái phần do in back làm nào các bạn? Do in back ra ta làm gì các bạn? Ta có review được truyền rồi đúng không? Như vậy ta sẽ có adapter, được khai báo adapter ở đây đúng không? Ta sẽ có này, map 31 adapter đúng không? Adapter. Được như vậy. Thì đến đây ta có adapter bằng gì? New gì? Ra truyền vào đây là gì? Con gì? Contact. Đúng không? Lead view. Thì ta truyền lead view vào đây. Lead view thôi đúng không? Và ta chỉ có một cái gì lead vào đây thôi đúng không? Lead. Vậy ta có lead view chấm set adapt gì? Adapter, và ta truyền cái adapter vào đây, thế là xong đúng không? Thì nó tự động thì nó sẽ chạy nhỉ. Cuối cùng ở cái phần này ta chỉ cần thực thi rất đơn giản đúng không, truyền ra ba thứ này, context này, lead view này. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện ở đây, quay trở về phần bên thứ hai activity này, chúng ta khai báo cái lead view đúng không, ta khai báo này lead view bằng file g.id.leadview cái gì đó nha. Và chúng ta thực hiện tạo một cái nap 31 asyntax đúng không? 31 asyntax. Hai cái asyntax đâu đây? Đây rồi, đúng không? Asyn. Đúng không? Bằng cái gì các bạn? Bằng new nap 31 asyntax zip đúng không? Tham số thứ hai là gì? Lead view đúng không? Tham số thứ ba là cái lead nhỉ? À không, cần gì đâu nhỉ? Lead view thôi, không cần phải truyền contact lead đúng không? Thì contact lead đây không để làm gì cả. Như vậy đây bên này ta không cần truyền contact lead, ta bỏ contact lead đi. Asyntax này không cần khai báo cái này, nghĩa là không cần truyền contact lead. Thế này đủ rồi đúng không? Như vậy cái contact list này chúng ta sẽ bằng new thôi đúng không? New list thôi. Vào đây ta khởi tạo ta new luôn. Như vậy chúng ta sẽ có
this.lit bằng new gì? New array lit nhá. Đấy. Được chưa nhỉ? Và cuối cùng ta chỉ cần thực thi điều kiện là xong đúng không? Ta sẽ có gì đây? A gì? Xin chấm gì đây? Execute nhỉ. Đấy, là xong. Vấn đề mấu chốt là ta phải xử lý cái chuyện này. Ta phải xử lý cái phần này đúng không? Cái phần này này. Phần UI background này, đúng nhỉ? Nhớ này không? Như vậy bạn phải có một cái link vào đây nữa. Bây giờ ở đây ta truyền một cái link này. Bên này ta truyền một cái link nhá. Khai báo bên này này. Ta cần truyền một cái link. Hoặc thậm chí bạn nếu bạn truyền link ở trong này cũng được. Bạn khai báo luôn này, link luôn vào đây nhá. Private link này, string link đúng không? Bạn lưu lên cái link này được chưa nhỉ? Lấy luôn cái link này này, cái link mà chúng ta vừa thực hiện này, chính là link này được chưa nhỉ? Đây là link của API. Được chưa? Đấy, link API đấy. Đến đây ta mới thực hiện như sau. Đây là code quen thuộc rồi đúng không? UR gì? URL như nhỉ? URL bằng new gì? URL truyền link vào đây. Bây giờ nó bắt chúng ta phải gì? Chọn cho ai gì? Cho ai get đúng không? Được chưa? Bây giờ ta coi buffer gì? Buffer reader đúng không? BR bằng new. Bình tĩnh, chúng ta sẽ khai báo cái HTTP URL connection trước nhỉ. URL connection bằng F kiểu HTTP URL connection nhá. Và URL chấm gì? Open connection. Cuối cùng ta phải có một cái dòng nữa là dòng close đúng không? Nghĩa là ok. Ta có một dòng nữa là gì? URL connection chấm gì đấy? This gì? Disconnect sau khi giải tán xong đúng không? Ở đây ta có buffer reader bằng new buffer reader nha, new tiếp của input stream reader URL chấm gì đây? Get input stream reader nha nhỉ? Đấy. Này đúng không? Sao có ta có string gì? String builder đúng không? String buffer đi. SB bằng gì? New string buffer đúng không? Bây giờ ta khai báo string line bằng gì? Không có gì đúng không? Ta cho vào vòng lặp ta đọc đúng không? Line nhận giá trị bằng br.read gì? Read line. Khác null đúng không? Nếu cái này khác null thì ta sẽ thực hiện là gì? SB.append line vào đây đúng không? Ta cứ thực hiện như vậy đến khi được thì ta chuyển đổi đúng không? Ta khai báo cái chuỗi ở đây là chuỗi gì đây? Private string này. URL json string đúng không? Bằng null trước. Đến đây ta mới khai báo sau khi json string bằng null rồi, ta thực hiện tiếp là gì đây? Ta mới có cái json đúng không? String thì nhận giá trị bằng gì? Bằng sb chấm gì? To string. Như vậy ta đã có được cái json string. Bây giờ ta xử lý json này đúng không? Xử lý json. Và đây là phần kết gì? Kết thúc. Đúng không? Bây ta có này, json này, object này đúng không? Bạn ghi là con gì? Contact đúng không? Thì bằng cái gì đây? JSON object và ta truyền vào đây một cái là chúng ta phải kiểm tra lại cái cấu trúc của nó nhé, kiểm tra lại cái cấu trúc xem là nó cấu trúc của nó là gì, kiểm tra lại cấu trúc này. Đó.
new json object này đúng không, ta truyền vào đây đúng không. Rồi ok, bây giờ ta truyền vào cái đây này chị nhỉ, chị nhỉ. Bây giờ ta lại tạo một cái array cho nó chị nhỉ. Ta có json này chết rồi, array chị nhỉ. Thì cái array đã có json này, json ở đây nha, có bằng gì đấy, bằng json gì json contact đúng không, contact này chấm get json array nha. Và ta lấy cái chỉ số mảng của nó là gì đây các bạn, mảng là gì đây, bạn mình nhìn vào đây đâu chạy mất rồi, đây chỉ số của nó là cái này đúng không, ta lấy cái này contact gì nhỉ. Đấy, như vậy json array thì ta sẽ có cái này lấy về gì, lấy về dạng gì, contact. Như vậy ta sẽ phải gì, for đúng nhỉ, for in gì y bằng gì không, đúng không, y nhỏ hơn, nhỏ hơn json array nhỉ, chấm gì đây, chấm len và y gì cộng cộng, được chưa nhỉ. Đấy, như vậy chúng ta đã nhìn thấy, ta thấy ngay có mấy mảng đây này, một mảng, hai mảng, ba mảng, bốn mảng, đúng chưa nhỉ, được chưa nhỉ. Bây giờ ta lấy từng đối tượng này, ta lấy từng đối tượng như sau. Ta sẽ có json op gì, object nhỉ, object ở đây tên là gì đây các bạn, cụ thể là tên là một cái con gì, contact chẳng hạn đúng không, hồi c thôi cho nó dễ bị nhầm lẫn với cái kia. Thì ta sẽ dùng gì, json gì array đúng không, chấm get gì, get json object và truyền chỉ số là y vào đây, chỉ số của nó là y nhá. Rồi sau đó ta lấy từng trường, trường nha, ta có string này, bạn có lấy trường nào các bạn, trường id name và gì, id này, string id đúng không, sẽ bằng gì đấy, c chấm get thì get string, truyền đây là id gì nhỉ, string name sẽ bằng c chấm get thì get string, truyền đây là name đúng không. Tuy nhiên chúng ta không lấy được cái phone, chúng ta lại phải tạo một cái đối tượng phone khác, nước này tức là nghĩa là gì, lại có gì, cấp con này, json này, object gì nhỉ, lúc này bạn ghi là tên là phone đi, phone thì bằng gì, c chấm get gì json gì object và ta truyền name của nó là gì, phone vào đây nhá, như nhỉ. Bây giờ ta lại thực hiện là gì, string mobile đúng không, ta cần lấy mobile mà, mobile như nhỉ, sẽ bằng gì đấy, phone chấm get gì, get string, get string này và mô gì, mobile nhá. Đấy, như vậy ta lấy được các cái trường, chủ yếu là một trường này, hai trường này, ba trường để ta gì, ta xử lý, được chưa nhỉ. Bây giờ ta lại có contact này, tạo mới này, một cái contact, chết rồi, contact cơ, contact rồi, ok, contact rồi đúng không, contact bằng new gì, new contact. Bây giờ ta gán này, ta có này, contact, contact chấm set, set id nhá, thì ta sẽ truyền id vào đây nhỉ, contact chấm set gì, set name, ta truyền name vào đây và contact chấm set gì, set mobile, ta truyền mobile vào đây. Sau khi xong thì ta add vào cái list của chúng ta, được chưa nhỉ, nghĩa là ta có list chấm add con gì, contact. Đấy, cứ như vậy đúng không nhỉ. Thì đâu đó cuối cùng nó sẽ gì, cái list của ta nó sẽ gì, nó sẽ đầy dần lên đúng không nhỉ, cái list của ta sẽ đầy dần lên, được chưa. Sau khi list đầy rồi thì chúng ta mới thực hiện là gì, là phần này đúng không, adapter bằng context list này, chuyển list là rồi đúng không, và ta set adapter, được chưa nhỉ. Cái link thì giữ nguyên, ok, như vậy là code xong nhé. Có xong đúng không? Chúng ta có thể nhớ là trong manifest bạn phải đặt cái chỗ là gì đây, có internet nhá, nó chạy thử, có vào đây,
Rồi bạn chạy thử đi. Nếu bạn không thấy là thích lấy cái link đấy thì bạn có thể gõ lại cái này thôi đúng không? Gõ cái này này, cái tên này này, hoặc lấy trên cái nào cũng được. Nói chung là dùng cái nào cũng được, API thì dùng API nào cũng được. Hoặc bạn có thể dùng cái API bạn đưa cái bằng Node.js được. Thì trên cái phần hướng dẫn thì có phần xử lý với API Node.js rồi. Chạy hơi lâu rồi nhỉ. Đây, ok, đã lên được như cái bạn mong muốn chưa? Nha. Đấy, đây chính là cái đây nội dung của nó đây, đúng không? CC gì thế này. Mình chỉ lấy mỗi ID này, lấy name và gì? Mobile thôi đúng không? Thầy cố tình lấy ở hai cái object khác nhau để bạn hiểu rằng là chúng ta nếu mà muốn truy xuất object con ta phải làm gì nhé. Ok, như vậy là ta đã lấy dữ liệu xong nhé.